Yo, xin chào cả mọi người, mình là Minalo đây. Thì ngày hôm nay là mình sẽ ra một cái video, đó chính là update bonga nha anh em ơi. Thì mới update hôm kia đâu, tụi tôi đã thông báo cái khúc mà BBB đấy anh em. Thì nó cũng ra có mấy cái mũ đấy anh em. Sao ra mũ Black? Black là cái gì đó? Tôi không biết, tôi không dành tiếng Anh cho lắm. Thì cũng có mấy con này nè, con này ủa sao con này giống ta? Nó nghĩ là nó phải có da Dominus màu đỏ. Và bữa thằng anh mình đó nó cho tôi xem cái Dominus màu đỏ anh em à, chuẩn bị hơn như hơn xương nó đéo ra đấy anh em. Thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người đi tới hang động đó nha anh em. Còn nếu mà anh em thích mũ thì anh em cứ thể có thể mua nha. Thì những cái event tấn rồi đấy anh em, nhưng nó đã hết rồi nha, nó đã hết hạn rồi đấy anh em à. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Minalo thời gian qua, thì tôi rất cảm động đấy. Anh em ơi, thì nếu mà thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, share, subscribe, bấm vào cái kênh Minalo sẽ nhận được thông báo từ video mới nhất của mình nha. Và chúc anh em xem video vui vẻ. Thì cũng có những lời tôi cũng nghèo rồi, nếu mà đủ được 500 ship đấy anh em, tôi sẽ xả vàng nha anh em, với lại là tặng 3 xe bộ VIP nha anh em, nếu mà anh em nào ủng hộ cho tôi 500 ship đấy. Thì cũng có đúng rồi, hồi nãy là tôi vào cái cộng đồng đấy anh em, thì tôi ghi hình ảnh môn ra, tự nhiên tôi được lên cộng đồng anh em à, má tôi rất mừng luôn đấy. Có anh nào fan kìa anh em. Thôi mình để đi qua mình cho anh xí, giờ mình có thể là mình dẫn anh em đi vô cái hàng tiến, hàng tiến tiến nha anh em. Thì đây là xe bộ VIP của tôi nha. Thì anh em nào chưa biết cái video lần trước mà tôi cho anh em đạt được 200 giữ ship đấy, thì tôi sẽ cho mọi người cái một cái xe bộ VIP đấy, như 200 ship hay sao ấy, tôi không nhớ nữa. Thì 200 ship thì tôi cho một cái xe bộ VIP đó anh em. Thì có những lời thì tôi cũng không ra xe bộ thường được, xe bình thường nó ấy lắm anh em ơi. Bạn là say đẹp vậy ta. Thì cũng có cho anh em Việt Nam phan đấy anh em. Có ai đây đọc kiến tiến không? Đây, tôi sẽ hướng dẫn mọi người đi cho anh đi anh lấy. Chứ hiện tại giờ mình nghèo lắm rồi anh em ơi, sao một con thấy giờ anh em xin đồ tôi là tôi hết đồ rồi, tôi có là tôi cho liền chứ tôi không có giữ làm gì đâu anh em. Cho thiệt đi anh em. Thiệt Mio được sống như này. Tôi có xem một cái TikTok đó chính là gì ta, cũng là Kiệt Mio anh em à, gì chị Mio hay sao ấy. Đúng rồi, tôi cũng có một cái xem video TikTok thì mấy tay ca này kiểu thích Mio hay sao, hay là Milo ta. Mình lo thấy cũng phải hợp lý hơn ấy. Thôi mình sẽ đi đập tiếng tiếng nha anh em. Thì mình sẽ dẫn mọi người đi đập nha anh em. Thì video này mình chỉ nói thôi anh em ơi, chứ không BBB được anh em ơi. Thì anh em comment tôi là chỉ ô tô, thì có một cái video trước là tôi BBB tôi chỉ anh em rồi nhé. Ủng hộ trong Minalo 300 sức nha anh em ơi, có động lực ra những video hấp dẫn hơn anh em à. Những có update lần sau thì tôi sẽ nói cho mọi người biết trước, để có gì mọi người có chờ. Tôi còn phải auto nữa cho anh em, đập tay luôn đi. Tay thôi, đập. Tất cả tôi cũng không có cướp nữa.
quá anh em. Thì phần này là tôi sẽ thu nhanh nha anh em, tại đọc lâu quá đi. Ok, anh em có thể là đi theo tôi nha anh em. Anh em là trước tiên là đi xuống đây nha anh em. Đây, thì nó có một cái thác nước. Anh em có thể là quẹo qua bên trái nè anh em. Anh em đi thẳng cho tôi nha. Đây, anh em cứ tiếp tục đi thẳng cho tôi. Đây, 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 cái con chiến vật lắc nè anh em ơi. Đây, cái mặt nó đây. Nhìn mặt nó cũng tè đấy. Đúng không? Nice. Ai dục, tao bắn tôi kìa. Tao bắn tao hả? Thì anh em có thể là đi theo tôi nha anh em. Đi giống như tôi nè. Đây. Giờ anh em đập cái tường gỗ này nha. Anh em đập cái tường gỗ này cho tôi. Anh em đi thẳng cho tôi. Thì cái update lần này là update luôn đấy anh em, mà nó không xử như cái update mấy kia là bị fix rồi đấy anh em. Để mà nào ta, à đúng rồi, đúng rồi anh, như anh em đi ngõ này nè, đi ngõ này đúng không ta, hay là kiểu tôi quên rồi đó. Đúng rồi, đi ngõ này nè, đi ngõ này. Giờ anh em có thể là đi xuống đây nha anh em. Đây nó có một cái hang đây. Đấy là tới cái ổ lửa, là từ từ tới nó nha anh em, mà tới kiếm bự thôi. Anh em nhìn một cái mắt hồn nha, và đọc một cái mặt đỏ nữa anh em, à tới được nó anh em. Đây đàn em muốn nó ra anh em ơi, cái chiếc mấy con này tới anh em, nó là đánh đâu á. Đây bạn này là tôi xếp luôn nhắn nha anh em, tại vì đọc cái này ăn ngon. Anh em đặt xong cái này thì anh em có thể là ở dưới nó còn một cái nha anh em. Thì anh em đặt cái ổ kiến của nó đấy. Thì tôi sẽ đặt cái ổ kiến nó là sẽ tới được nó luôn nha anh em. Yeah.
Ok, anh em đặt cái này xong là nó dớt xuống dưới là anh em gặp cái con kiến bự đấy. Đây, đây. Ông chùm đây anh em, đổng má cái gì đây, cái gì đấy. What? Nhìn kiến hài vậy anh em. À đúng rồi, tôi quên nói anh em là cái khiên nó sửa lại nha anh em. Thì anh em đánh đánh nó không mắc máu nha anh em. À đù, má kiểu update này con kiến này con này. Anh em có cái miệng đó kìa. Nó được cái miệng mới nhìn hài vậy. Đây tôi sẽ chuyển sấm sét thử nha anh em. Thì nó cũng update là sấm sét nè anh em. À đù, kiến kiến con tới giúp kìa anh em. Anh hả đánh đâu vậy? Đau quá anh em ơi. Đánh đau quá anh em ạ. À. Má con này như kiểu con bên băng vậy anh em ạ. À. Má con bên băng nó mạnh hơn anh em. Bên băng thì nó có sự kêu voi sáng xét lại cái kia. Á đục cái gì đây, cái gì đây. Trời. Nó có sự kêu luôn anh em ạ. À. Nó có sự kêu đặc biệt. Cái mất dạy bỏ anh. Solo cho anh em solo bộ bộ luôn. Mày bắn cái nào má, không xem cái tức của mình alo hả. Ai ra nha. Chết. Má nó biết. Nó có sực dụ bị giết con nữa kìa anh em. Ai cũng không có anh. Đau quá. Đau em. Ai chơi chuyển động nó kìa nhỉ. Chết chết bỏ. Run. Mắc xin nó chết kìa. Ai. Nó đù. Nó kiếm thì mạnh quá anh em hả. Không thể bù được. Ờ. Nó chết chưa ta. Chưa anh em được chuyển nó xét nó. Ờ. Nhưng mà chuyển nó xét nó mất máu là sao á. Ok nó chết rồi anh em ơi. Mày tụi vậy xíu nữa là đấy là tôi chết luôn rồi đấy. Tiền đóng kinh nghiệm luôn. Thì con kiến này nó cũng bá đạo đấy anh em. Thì tôi sẽ mặc đồ vô cho anh em cái một cái sấm sét. Sự kia sấm sét này là tôi chuyển ra anh em. Giờ đập cái này ra có gì không. Tục tím anh em à, tục tím. Thì anh em không biết đường đi đấy. Thì nếu mà anh em không biết đường đi đấy anh em, đường này là thoát nha anh em. Ờ. Thì đường này là nó tê lên đảo hai nha anh em. Có hai con kiến như cầm cửi hả. Canh mày canh cửi gì hả, mày cửi gì hả. Nhóc này, nó tê lên mình lên đảo tên này nha anh em. Thì mình hỏi thử server này có thể có ai có khiên không thì sẽ solo cho anh em xem là cái khiên nha anh em. Thì tôi sẽ trước tiên là tôi sẽ cho anh em xem sấm sét nha. Đây cái tay nó tự di chuyển luôn nha anh em. Thì anh em có thể là ô tô quánh và ăn item rồi đấy. Anh em chuyển ra thì nó cái tay nó quánh luôn, nó quánh theo luôn anh em à. Đỉnh vãi. Update kiểu này là đỉnh vãi anh em. Và AC bây giờ đây có như có người có anh em à, có người có thì mình sẽ kêu nó cho mọi người xem nha. Đây mau lên, trời ơi trời lâu quá. Bản này không ta? Bản anh em ơi. Đó không ta? Đi nấm hàng này là đúng không? Nó hàng này đúng không? Phải mày không? Đây phải nó mạnh. Không có nào có khiên đã anh em ơi. Không có khiên lộ diện đây. Ai có khiên không? Cái trai này như kiểu không có khiên á anh em à, nó không lấy khiên mà lấy sấm sét. Đây
Không mà tôi nói update đây là được cái thứ 7 mà bên nó thứ 7 nó update mà tôi không biết cái bên mình là bên Việt Nam bao lâu update mà ai ngờ đâu là chủ nhật update luôn anh em. Đoán đỉnh vậy. À đây. Em bật thiên lên cho anh xem. Test luôn nha anh em. TK này có khi chúng ta 73 nó chưa hồi đây mà đây cho nó hồi đây hồi đây thì mình sẽ test nha anh em. Này mình để luôn anh em. Đâu 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 có chưa hồi chưa hồi chưa em đây đây đây, đây nhá anh em thì cái khiên này nè đấy đỉnh đấy đấy đánh không mắc nó anh em như kiểu là đánh kiểu năm như kiểu 8-9k anh em mà nó mới bể khiên như kiểu update đây là kiểu bể khiên lâu hơn mấy bữa là đánh lâu kiểu gì 5-6 cái hay sao ấy, anh em tôi không nhớ nữa là bể cái khiên rồi update lần này là kiểu 8-9 cá nó bể khiên mãi là tôi đánh mấy cá tôi không nhớ nữa ngáo rồi anh em. Thì ok video mình đến đây thôi nha anh em ơi, nếu mà thấy video mình hay hãy để lại cho mình một like, share, subscribe, bấm vào cái kênh để Zalo sẽ nhận được thông báo từ video mới nhất của mình nha. Thì nhận được video mới rồi đấy anh em, thì anh em đừng có tu hay là cái gì đấy, anh em cứ xem hết video này của tôi nha. Thì tôi cảm ơn rất, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Buổi tối ngày lễ này thì anh em mà cũng đi chơi rồi nên tôi sợ người xem đấy anh em. Thì nếu mà đạt được 500 sub đấy thì tôi sẽ xả cột xả chàng đấy anh em, có bao nhiêu tôi xả bấy nhiêu tôi dán farm anh em ạ. Với lại là tặng 3 cái xe bộ bíp nha anh em. Thì bye bye mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ, bye bye.